Đấy, nó lúc nào cũng khói nằm chung với mình vậy đó. Em lên nè. Đó, chở đầu lên đó. Đó. Lên. Đó. 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 Nghe đấy. Chị á, mới lại đây coi. Kinh chưa? Hả? Trời. Tuổi quá, tuổi quá, tuổi quá. Mặt ở đâu vậy á? Đang ở đâu về núi gì à? Hả? Nó đến giận hả? Đến giận nha. Túi quá là nó túi chứ không có giận. Đầu bị gì à? Rồi, rồi. Đó, rồi, rồi. Rồi, rồi. Rồi, rồi. Mới chui đầu về. Hả? Chui sạch rác hay đâu? Hả? Chui đâu hả? Trời nước mắt trời đó. Đó. À, muốn ở với tôi á phải sạch sẽ đi chưa, muốn quá không ai ở được chứ. Nó chui ở đầu mà nước quá không biết rồi, nước quá thì có cái cách sửa của nước quá à. Rồi giờ rửa mặt mình coi. Rồi rồi thấy mọi người hả, mặt nước quá à. Rồi bác đi tắm rồi, đi tắm rồi, đi tắm rồi, đi tắm rồi, tắm thôi chưa, đi tắm sạch rồi mới ở với tôi được hay chưa, leo lên ngủ với tôi mà thức quá sao, thức quá là không ở được hay chưa, yeah. Ok biết hả, hiểu hả, hiểu đúng không, hiểu là đi ở rồi đi tắm nha, rồi đứng đây rồi, rồi đi tắm nào, đi tắm, đi tắm, đi tắm nha, em đi tắm nào. Rồi bây giờ bắt đầu tắm nha. Mày cứ tắm lên là trời mưa này cứ chui vô mấy cái chỗ dơ dáy như sọt rác, sọt đồ bắt chuột, ai mượn bắt chuột. Hả? Ai mượn bắt chuột. Có nó cũng đỡ lắm, nhiều khi nó bắt mấy con chuột nó chạy vòng vòng trong nhà mình nó phá này phá kia đó. Rồi tắm nha. Tập thể cái coi, em nó chạy cái coi. Đây. Mới đẹp, mới đẹp, mới đẹp, mới sạch sẽ chứ. Cái này rửa sao ta? Cái này nha. Cái này rửa chừng quên. Đó ta. Cái đổ rồi ta. Còn cái nắp này khó rửa quá không, không sao, rửa tay đi cho khác. Đây, không biết cái nắp này là cái nó ấy hay là đổ không biết. Đổ về tiền hao. Chắc nó có chỗ rửa nha bạn. Từ cái mỏ ra, từ cái mỏ của mình nha. Đã sạch sẽ mới đi chơi được. Đấy. Đừng có ra ngoài bắt chuột, đừng có đâu có dơ đâu bị tắm hoài đúng không, không dơ không bị tắm hoài mà dơ phải bị tắm hoài rồi. Đó, tắm sạch sẽ đẹp trai như ai chứ bộ. Còn Julie nữa, Julie chút nữa kiểm tra nó giò nó nè, cái bữa này nó bị gì nó mà nó không cho mình đụng nha, nó đang đụng cái gì vậy? Julie là coi như là nó nhát, nó mà nghe nó tắm nghe nó sợ nó chạy, con này nè, con này chạy bắt dép mà hôm nay mình bắt nó lại cho nên nó không chạy được, chứ bình thường nó sợ tắm lắm.
Con này với Julie hai con mà nghe tắm chắc là nó chạy mất dép luôn á. Nghe là ai da. Ôi, nước nước nó đen thùi luôn nha. Bông nha, bông ra đây tắm luôn cho. Nước đen thùi lôi luôn nè. Nhựa dơ quá mà. Con này nó khoái tắm cái dòi này hơn, cái dòi nước này nó khoái tắm, còn con mấy con nhỏ kia thì nó khoái tắm thao hơn nha. Tiếp tục là làm cái gì? Đi phơi cho nó khô, cho nó ráo lên nha. Đây. Hey, tắm xong rồi. Giờ ra đây. Đó. Bao chùi cho nó sạch sẽ, cho nó đẹp trai cho mấy người ta nhé. Đó. Đó. Cái tội đi đi làm chưa? Nhưng mà hôm sau mình cũng xiên lắm, ngày nào cũng 2-3 ngày tắm cho tụi nhỏ một lần. Tắm bọn nó càng sạch đó, bọn nó đỡ bị mấy cái ghẻ lát này kia. Tao bị ghẻ lát nó cũng đỡ nha. Đây, để cho mọi người xem là. Ui giời. Sướng không? Sướng không? Cái chân ra đỉnh rồi. Cái này là váy sam nha. À, trà xanh thì ngoài kia. Cái này váy sam. Với sao phải sợ tắm lắm, hôm nay mình chụp nó lại cho nên nó mình mới tắm được cho nó. Chứ bình thường không có dễ đâu nha. Sướng không? Đưa cổ rồi, đưa cổ lau cho khô rồi. Ồ, sướng quá ha. Thấy không? Lau cho sạch chân tay nè. Sướng không? Rồi, cứ tắm cho sạch sẽ đi. Cho nó đỡ bị mấy cái bệnh gọi là bị lỡ hắt lào lông ben á. Rồi chân tay sạch sẽ cũng đã khô, bây giờ ngoài trời đang nắng gắt nè, ra phơi nắng trong vòng 5 phút nữa là hơi khô ra nha. Xong ra hả? Đấy cái xàm xàm ok hả? Coi lỗ tai bị gì đây, lỗ tai bị gì thôi. À, đi chơi đi rồi để đi thì bắt Julie xem nếu Julie có bị gì không nha. Ta đi chơi đi hai đứa. Bọn biết ta. Mấy bọn này thấy mình sợ chạy mất dép. Sợ tóc. Julie á, mình kêu nó hoài nó không có dạ ra nha, nó chui dưới cái góc bàn á, mình không có sò tay xuống bắt nó được. Bắt nó thì nó nổi cáo nha. Đây con sam nè, khi tắm xong và mình lau sơ cho nó bớt nước. Lau sơ cho nó bớt nước, sau đó nó chạy ra ngoài nắng nè, mọi người thấy trời nắng à. Đây, bọn này nó khoái phơi nắng lắm nha. Nó trời rất là nắng. Phía đây là trong nhà nó mát, còn phía ngoài chỗ con sam nó nằm đó là cái chỗ rất là nắng nha. Đây bọn này nó tắm xong là nó hay ra để phơi nắng nè, cái thường lệ như vậy. Mình tập cho cúm yêu nhà mình nó quen rồi đó. Rồi phơi nắng cho khô rồi vô ra. Đấy, người ta nói muốn đẹp á phải tắm rửa sạch sẽ mới ngủ chung với cha được, nghe chưa? Ngủ mà dơ dái ai mà cho ngủ, đúng không? Đúng không? Để coi. Đêm. Đấy. Thôi đi. Thôi cho đã đi.
Phơi sao ra ngoài nắng phơi luôn nguyên con, phơi nửa con vậy biết hồi nào của cô hả? Ra đây xíu này, sao ra đây xíu này, ra đây xíu, ra đây xíu không? Thôi để chút mình ổng nó ra thôi. Dạ, phía ngoài đây nè, đây nè, đây đứng yên nha, đó, ngồi đây phơi nắng nó mới khô được, đấy, khô đi, đó, tóc, tóc lên, mới phơi khô được nha, đấy, đó, nắng này đó, cuối cùng mình cũng phơi nắng luôn chứ không phải là nó phơi luôn, đấy, cái nào đó, đó. Đứng nào. Thế nào, thế nào, quá sướng luôn. Rồi rồi cho nó khô đó, trời này đâu cần phải sấy không, cái này vậy là khô rồi. Rồi lúc này tầm khoảng 15 phút là khô ngay rồi, đứng đây đây này, rồi ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Rồi ok, rồi nằm đó đi, nằm đó, nằm đó, nằm đó đi cho nó khô nha. Rồi con tắm con phơi đi, chào tắm rồi bắt ra phơi còn hỏi đen hồi sao. Đấy, đứng đây, đứng đây, đứng đây, làm đi đó, làm phơi nha. Đây, đây, đây. Đây, sau khi phơi nắng khô rang khô đốc rồi đó, bây giờ được quyền lên đây nằm với cha nó là đó, đấy, đó, gì, đó, đó, khô rang rồi, phơi nắng rồi, khô rồi, sạch sẽ rồi, thơm tho rồi, giờ thích nằm đâu không được đó, thích đi đâu nằm cũng được nha. Đấy. Còn đây đúng không? Ừ. Qua đây nè, qua đây, qua đây nằm với đấy, nó đấy, đấy, đấy. Ừ. Đây nằm nè, đó nằm đấy đúng không? Rồi, con Julie hồi nãy bắt nó hoài bắt không được, nó chui dưới cái chỗ cái tủ á, cái tủ đó thì chỉ có một mình nó chui vô, khó bắt nó lắm luôn, cho nên là hồi nào nó ra mình me bắt nó được rồi mình cho nó đi bác sĩ xem thử cái giò nó bị sao nha. Dạ, làm gì làm gì chứ chú ở đây gì gọi là sung sướng thì cảm giác sung sướng làm gì ạ hả, hiểu rồi đó, dở đây đây coi, dở đây coi tắm xong gọi là cảm giác sung sướng. Ừ. Đây coi đây, coi đây, đấy đấy đấy, ờ đấy đấy, ờ làm đây, ờ thấy không, đã không, quá vừa trời nắng to tắm xong vừa mát mẻ vừa sạch sẽ nữa rồi, quá ok rồi, ok đây 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 nào. Rồi hôm nay mình chỉ mình định tắm ngôi sao xong rồi tắm luôn cả con Julie, mà Julie mình bắt nó không được, nó chui dưới kia rồi. Thế là mình xem tắm nó xong mình xem cái chân nó bị gì nha, chân nó bị sưng lên, cái ngón chân cái thứ hai nó bị sưng to giống như là cái đầu cá la hán vậy đó, mà không biết nó bị nhầm mũi với chậm. Nhưng mà con đó mình bắt nó khó lắm, con đó mình mà nựng tất cả những con chó xung quanh là không bao giờ bắt nó được nha, khi nào mà không nựng con nào mới bắt nó được. Hồi sáng mình lỡ nựng con trà xanh rồi với con mọc rồi là qua không bao giờ cái ngày đó mình bắt nó được. Và hôm nay chắc mình sẽ tạm dừng clip ở đây thôi, mình xuống mình me me thử rồi mình bắt được nó không, nếu mình bắt được nó thì mình sẽ cho nó đi bệnh viện xem sao nha. Hôm nay với Sam tạm biệt mọi người nào, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo.